Với mục đích tăng kích thước và trọng lượng của heo trước khi đem bán, nhiều người đã bơm nước vào heo sống. Việc tưởng chừng như chỉ là một hành vi gian lận thương mại, nhưng còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hại cho sức khỏe người tiêu dùng. Ngay sau đây, hãy cùng Khỏe Mạnh Đúng Cách theo dõi thông tin sau. Hơn 7 giờ tối, lực lượng chức năng tỉnh Bạc Liêu ập vào một cơ sở giết mổ heo tập trung trên địa bàn ấp Tân Tạo, thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi, bắt quả tang một người đàn ông đang thực hiện hành vi bơm nước vào 3 con heo trong chuồng. Người này khai nhận làm thuê cho chủ của cơ sở nuôi heo trên địa bàn phường 5, thành phố Bạc Liêu. Hàng ngày, ông đến cơ sở giết mổ heo tập trung trên địa bàn ấp Tân Tạo, thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi để bơm nước vào heo trước khi đem giết mổ với tiền công là 50.000 đồng trên con. Cũng tại lò giết mổ này, chưa đầy một tháng sau, lực lượng chức năng lại tiếp tục bắt quả tang thêm một người khác đang thực hiện hành vi bơm nước vào heo trước khi giết mổ. Điểm chung của các vụ vi phạm này là đối tượng đều lựa chọn thời điểm đêm tối để thực hiện. Hơn nữa, các lán trại heo này nằm sâu trong khu vực đồng ruộng, cách xa lộ giới và địa bàn dân cư nên lực lượng chức năng rất khó khăn trong việc tiếp cận bắt quả tang. Trước cái tình hình trên, Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Bạc Liêu đã tăng cường công tác nắm tình hình, sử dụng nhiều các biện pháp nghiệp vụ để kiểm tra đột xuất bất ngờ, phát hiện quả tang các hành vi vi phạm đưa nước vào heo trước khi giết mổ. Ngoài ra, lực lượng cảnh sát môi trường còn tích cực tham gia các cái đoàn kiểm tra liên ngành do Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, rồi là Chi cục Thú y thành lập để thường xuyên kiểm soát giết mổ, tuyên truyền cho các cái chủ lò mổ tập trung kiên quyết không để xảy ra bơm nước vào heo trước khi giết mổ nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm cho người dân. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Duy Thịnh, Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm Đại học Bách khoa Hà Nội cho hay, để tăng trọng lượng vật nuôi trước khi đem bán, người chăn nuôi sẽ cho heo ăn rất nhiều cám loãng chứa nhiều nước hoặc dùng các đầu ống lần lượt đút vào họng thọc thẳng xuống bao tử của từng con heo. Về cơ bản, đó là hành vi gian lận thương mại, không ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng mà chỉ làm giảm chất lượng thịt khi chế biến. Tuy nhiên, Phó giáo sư tiến sĩ Thịnh cho biết thêm, thông thường khi bơm nước vào cơ thể heo, chúng sẽ tự bài tiết thông qua đường nước tiểu. Nếu để lâu thì nước sẽ tự bài tiết đi hết. Do đó, để giữ nước, nhiều người đã tiêm cho heo một lượng thuốc giữ nước. Đây mới là vấn đề nguy hiểm, bởi không chỉ ảnh hưởng tới thịt mà còn ảnh hưởng tới sức khỏe người tiêu dùng. Phó giáo sư tiến sĩ lưu ý thêm. Tác hại của heo bơm nước không chỉ làm giảm chất lượng thịt heo mà nước bẩn được bơm vào bụng heo có thể gây ngộ độc thực phẩm cho người ăn. Nguy cơ thịt bị nhiễm khuẩn tiêu chảy E. coli, nhiễm các chất kim loại nặng là vấn đề rất lớn. Về lâu dài sẽ tích lũy thành chất độc gây hại cho bao tử và sức khỏe con người. Phó giáo sư Thịnh cho hay, để phân biệt được đâu là thịt heo tươi ngon và đâu là thịt bị bơm nước, người tiêu dùng cần quan sát màu sắc, hớp thịt và độ đàn hồi của thịt. Theo đó, vị chuyên gia cho hay, thịt heo tươi ngon có độ săn chắc nhất định, khi sờ vào thớ thịt cảm giác đàn hồi, bên ngoài khô và dính. Thịt bị bơm nước tăng trọng thường có màu nhạt hơn, miếng thịt nhão. Khi ấn tay vào miếng thịt thì cảm thấy lạnh và nước rỉ ra ngoài, không có độ đàn hồi. Thêm vào đó, khi nấu, thịt sẽ ra nhiều nước và không ngon bằng thịt tươi. Để góp phần đấu tranh xử lý triệt để vấn nạn này, thời gian qua, Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Bạc Liêu tăng cường công tác nắm tình hình, thường xuyên kiểm tra đột xuất các cơ sở giết mổ heo, qua đó kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm đối tượng có trường hợp vi phạm, đồng thời đẩy mạnh công tác phối hợp với ngành chức năng như Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh, Chi cục Thú y tỉnh và Công an các địa phương, thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành tại các cơ sở chăn nuôi, cơ sở giết mổ trên toàn tỉnh, thông qua đó cũng tuyên truyền và cam kết không để xảy ra hoạt động bơm nước vào heo trước khi giết mổ, góp phần đảm bảo an toàn thực phẩm cho người dân. Qua đây thì công an cũng khuyến cáo đến các cái chủ lò giết mổ tập trung, các cái thương buôn, người dân tuyệt đối không được đưa nước vào hoặc các chất khác vào động vật nói chung, heo nói riêng trước khi giết mổ nhằm đảm bảo vệ sinh thú y, đảm bảo an toàn thực phẩm. Đối với người dân, khi phát hiện các cái hành vi đưa nước vào động vật trước khi giết mổ thì phải cung cấp thông tin cho cơ quan công an cơ sở và Phòng Cảnh sát Môi trường biết để đấu tranh xử lý. Đối với người tiêu dùng thì nên lựa chọn thực phẩm là thịt, phải đảm bảo không được đưa nước vào, tức là thịt heo khô chẳng hạn, để đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm và bảo vệ lợi ích
kinh tế, sức khỏe cho người tiêu dùng. Bên cạnh đó, lực lượng cảnh sát môi trường công an tỉnh Bạc Liêu cũng thường xuyên ra quân tuyên truyền, hướng dẫn người dân cách lựa chọn, chế biến, bảo quản thực phẩm, nhất là các sản phẩm thịt heo được bày bán trên thị trường, khuyến cáo bà con không tiêu thụ những thực phẩm tươi sống không rõ nguồn gốc xuất xứ, thực phẩm kém chất lượng để phòng tránh bị ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm. Vì lợi nhuận nên chủ các cơ sở chăn nuôi đã bơm nước vào bụng heo trước khi đưa ra thị trường. Việc làm này không đơn thuần là vi phạm an toàn thực phẩm, mà nó còn là căn nguyên ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng, gây hoang mang trong dư luận xã hội. Vì vậy, bên cạnh sự vào cuộc của các ngành chức năng, quý khán giả của Khỏe Mạnh Đúng Cách hãy là người tiêu dùng thông minh để bảo vệ sức khỏe chính mình và người thân trong gia đình. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung của Khỏe Mạnh Đúng Cách hôm nay. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Đừng quên like và subscribe cho Khỏe Mạnh Đúng Cách nha. Xin chào và hẹn gặp lại.